vườn Botanical Garden. Nó là một vườn sinh thái, vườn cây tự nhiên đó. Có rất là nhiều cây và đặc biệt là hoa anh đào. Hoa anh đào là chuẩn bị nở khoảng giữa tháng 3 cho tới đầu tháng 4 là hoa anh đào sẽ nở ở khắp mọi nơi. Ở bên đây thì thời tiết ấm hơn, bên Cali thời tiết ấm cho nên là hoa nở sớm hơn. Mà là mọi người vô đây để ngắm hoa, để đi dạo công viên rồi ngắm hoa anh đào. Rất là nhiều cây hoa nổi tiếng. Can we go inside? This is a Japanese garden. Yeah? Okay, just go this way first. Cherry blossom over there. It's okay, maybe we can go around. Cái này gọi là Distancer Garden. Oh, it looks like rose, but not. Oh, đi vô cái vườn này đẹp lắm nè mọi người ơi. Hoa gì ta? Very beautiful flower. I don't know the name of this flower. You know the name? This looks so beautiful, huh? Một cái dòng suối nhỏ nước chảy róc rách qua cây cầu. Ở đây là hoa anh đào màu trắng. Chào cả nhà, hôm nay Như đi tới vườn Botanical Garden ở California. Như hay gọi chơi là vườn Thượng Uyển. Thật ra nó là một cái vườn sinh thái, vườn cây tự nhiên. Có rất có nhiều cây và hoa. Họ xây dựng thành một cái vườn, một cái công viên rất là đẹp luôn. Thì xung quanh đây á, là hôm nay là hoa anh đào đã nở rồi. Tại vì thời tiết ở Cali thì ấm hơn những tiểu bang khác, cho nên là hoa anh đào nở sớm hơn. Thì hôm nay mọi người đi tới đây để đi picnic cuối tuần, vừa đi ngắm cảnh, vừa tắm nắng, vừa ngắm hoa anh đào. Và cũng có rất nhiều người tới để chụp hình với hoa anh đào. Thì hôm nay Như với lại anh nhà tới đây để chụp hình, đi chơi. Ở đây có rất là nhiều cây đẹp, cây lớn, tán lá to. Rồi hoa thì có hoa hồng nhật, rồi hoa anh đào, rất là nhiều loại hoa mà Như không có biết tên. Ở
say mọi người đi picnic. Khu này lớn lắm, mình phải mua vé vô cổng. Rồi ở trong đây thì họ cũng chăm sóc như giống như là ở ở trong công viên hay là trong sở thú của mình vậy đó. Nhưng mà nó khá là rộng, khá là nhiều loại cây. Với lại nhìn nó là cây nó mọc, chắc là do trồng với chăm sóc, nhưng mà nhìn giống như là tự nhiên vậy. Hôm nay có rất là nhiều cây rất là hay, giống như là cây cổ thụ vậy. Cây thì thấp thấp nhưng mà nó tỉa ra rất là nhiều nhánh. Đi tới đây cái nhớ tới cái chuyện mà anh có thích nước Mỹ không? Lúc mà hai nhân vật chính đi tới cái nơi mà chỉ có một cái cây đứng giữa đồng thôi, nhưng mà mô tả cái cây nó cũng thấp thấp, rồi nó có nhiều tán ra xung quanh mà nó lại uốn lượn. Đây hôm nay cuối tuần với lại trời nắng ấm, cho nên là mọi người tới để ngồi dưới ánh nắng, để tắm nắng, sưởi ấm. Người nước ngoài thì họ thích nắng lắm, chứ họ không có tránh nắng như là Việt Nam mình. Tại nắng của Việt Nam mình nắng rất lắm, mà nắng ở đây thì nó ấm lắm. Cái khu này gọi là vườn Nhật Bản, Japanese Garden. Tại vì nó có mấy cái hoa hồng Nhật với hoa anh đào nhiều lắm. Đây ở đây có một cái cây hoa giống như hoa hồng, mà không biết được, chắc là không phải hoa hồng vì nhìn thấy nó không có gai. Mà ở trong đây nó là một cái vườn tự nhiên nên là người ta không có để cái tên hoa là hoa gì hết. Đây, không biết này là hoa gì nhưng mà đẹp lắm. Như là thích ngắm hoa nhưng mà mù về các loại hoa nước ngoài, mấy cái tên hoa nước ngoài là không có biết nhiều. Đây có nhiều, rất là nhiều loại hoa. Hoa camellia là hoa nhài. Ồ, không phải, nhầm, hoa trà. Camellia là hoa trà. Hoa trà cũng có rất là nhiều loại hoa trà. Đây là vườn hoa trà. Xong rồi họ có ghi cái lịch sử với lại cái nơi nào trên thế giới thì có cái hoa trà tên gì. Cái hoa này là hoa azalea ở Alaska. Azalea. Hoa này là từ Alaska. Cái khu này họ làm kiến trúc giống như là Nhật Bản vậy. Có một cái chòi mà nó kiểu giống như là một cái đợt nhỏ. Có một con suối nhỏ chảy róc rách. Đây có một cái căn nhà theo kiểu kiến trúc của Nhật Bản rất là đẹp luôn mọi người. Cái cầu này cũng theo kiến trúc Nhật Bản luôn. Đây, hoa trà. Gọi là hoa gì, nãy giờ như gọi đại là hoa hồng Nhật nhưng mà chắc là không đúng đâu. Cái cây này mình hay gọi là lá thuộc bài nè. Cái cây hoa anh đào sức mặt đẹp ghê. Cây hoa anh đào này là hoa anh đào cao, rất là cao luôn mà nó ốm. Hoa anh đào rất là nhỏ, rất là ốm.
nhưng mà nó cao lắm. Cái này mới đúng là anh đào của Nhật. Màu nó là màu hồng đậm. Có tre nữa nè mọi người. Cái này chắc cây trúc quá, tại vì cái thân nó nhỏ xíu à. Ở phía trước mặt là cái cây gọi là hoa mộc lan magnolia. Cái hoa này nhìn nó giống như là hoa sen vậy, nhưng mà nó mọc thành cây ở trên mặt đất, nên hay gọi là sen trên mặt đất á. Mẹ Nhi rất là thích cây này luôn, nó có màu màu trắng, màu hồng, có loại màu 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 trắng nhưng mà xanh, nó chuyển sang màu xanh lá cây nhạt nữa. Rất là đẹp luôn, nhìn giống như là hoa sen vậy. Cái này search Google thì nó sẽ ra là hoa mộc lan.